Chào quý vị đang theo dõi chuyên đề tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh Thị trường Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang dự thảo tờ trình Chính phủ về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 35 năm 2016 của Chính phủ về một số giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa, trong đó có đề cập đến việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống mức 15 đến 17%. Động thái này được đánh giá nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tái đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc ngân sách nhà nước sẽ chịu nhiều ảnh hưởng. Vậy doanh nghiệp đón nhận thông tin này như thế nào? Nếu nhà nước mất đi một nguồn thu tương đối từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì ngân sách có được đảm bảo? Chương trình Tài chính thuế tuần này xin dành thời lượng để có những phân tích chuyên sâu về vấn đề này. Trước hết, mời quý vị cùng đến với phần tổng hợp những nội dung chính của đề xuất trên. Trong tờ trình được Bộ Tài chính đưa ra, có 5 nội dung liên quan tới các giải pháp về thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, Bộ dự kiến trình 2 phương án để chuẩn bị xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 diễn ra vào tháng 10 năm 2016. Cụ thể, phương án 1 áp dụng thuế suất phổ thông 17% từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến hết năm 2020 cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phương án 2 áp dụng thuế phổ thông 15% từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến năm 2020. Mức thuế phổ thông hiện nay đang áp dụng là 20%. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề xuất phương án giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp mới thành lập, có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi hoặc tại các khu vực kém phát triển, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, áp thuế 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với dự án mới. Hai phương án này dự kiến sẽ làm giảm thu ngân sách năm 2016 đến 2020, nhưng sẽ được bù đắp tăng thu từ các loại thuế gián thu và thuế thu nhập cá nhân, vì số tiền thuế được giảm sẽ được sử dụng vào tiêu dùng và đầu tư. Đồng thời, việc giảm thuế sẽ góp phần tăng thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp vào giai đoạn tiếp theo, do doanh nghiệp có điều kiện để tái đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Liên quan đến việc xử lý nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ nhưng phải đảm bảo bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, không phân biệt đối xử. Xóa tiền chậm nộp đối với trường hợp do nguyên nhân bất khả kháng, không có tiền để nộp thuế, xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với các doanh nghiệp đã giải thể, phá sản, cá nhân kinh doanh đã chết hoặc mất tích. Giảm chi phí tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là những lợi ích lớn nhất của doanh nghiệp có được khi thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm. Và giữa con số 15 và 17% thì các doanh nghiệp cho rằng đưa thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 15% là hợp lý nhất, đảm bảo cho hoạt động của họ. Theo đại diện của doanh nghiệp, việc giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo xuống mức 15 đến 17% là cần thiết. Mức giảm 5% được coi là chi phí quan trọng để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sự hỗ trợ về thuế thu nhập doanh nghiệp giảm từ 20% đến 15-17% thì đó, mặc dù con số đó là không lớn lắm, nhưng mà thực sự đó là một sự hỗ trợ rất là lớn, rất là tốt cho các doanh nghiệp nhỏ, khi mà cái sức lực của những doanh nghiệp startup rất là nhỏ, nó cần sự nâng đỡ, một sự hỗ trợ, thì tôi cho rằng đó là một cái sự hỗ trợ rất là tốt, và tôi mong muốn những doanh nghiệp startup như chúng tôi sẽ được hỗ trợ nhiều hơn nữa, nhiều những cái quyết định, nhiều những cái nghị định mà nó hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, giữa hai phương án mà Bộ Tài chính đưa ra là 15% hay 17%, các doanh nghiệp cho biết Chính phủ nên chọn phương án giảm thuế xuống còn 15%, bởi nếu giảm xuống 17% cũng chưa hỗ trợ nhiều cho doanh nghiệp. Tôi nghĩ là nếu mà ở mức giảm thì tôi nghĩ là mức dựa giảm 15% là hợp lý hơn. Tại vì đơn cử thì 15% thì doanh nghiệp mới có thể là nhìn thấy được sự giảm của trong chính sách của nhà nước ban ra, cũng như là việc đóng thuế. Tại vì trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp vừa nhỏ, khoảng từ 15 đến 17% thì chênh nhau 2%, và 2% đó thì không thể, cũng như là không thể gọi là cái đóng góp cho doanh nghiệp, cho nhà nước cũng không quá nhiều, mà cũng không thể là giảm được cái chi phí cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức 15% là hợp lý. Theo quan điểm của tôi thì nên giảm 15%. Thì với tư cách là doanh nghiệp thì tôi mong muốn là mức thuế là càng thấp thì càng tốt cho doanh nghiệp, càng có lợi cho doanh nghiệp. Và về chính phủ ấy, thì lâu dài thì cũng có tốt hơn cho chính phủ, có nghĩa là chúng ta đang thực hiện một cái chỉ tiêu, đó là đến năm 2022-20 chúng ta muốn là có 1 triệu doanh nghiệp được thành lập. Thì nếu mà cái mức thuế thấp khoảng 15% thuế thu nhập doanh nghiệp chẳng hạn, thì đây cũng là một cái tạo điều kiện để cho
không gian khởi nghiệp người ta phát triển. Đồng tình với quan điểm của các doanh nghiệp, phía chuyên gia cũng cho rằng mặt bằng thuế suất của Việt Nam ngày càng tiệm cận về mức hợp lý, là động lực rất tốt để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Hiện nay cái chính sách rõ ràng chúng ta đang giảm. Chúng tôi chứng minh rằng là thuế thu nhập doanh nghiệp ngày xưa đúng ạ, từ 32% chúng ta xuống 28%, xuống 25%, 22% và bây giờ là 20% đối với doanh nghiệp lớn, còn doanh nghiệp nhỏ chỉ là 17%. Vậy thì rõ ràng thuế giá trị tăng thì không thay đổi, nhưng nếu thuế giá trị tăng chúng ta mức cơ bản là 10, mức ưu đãi là 5 thì Trung Quốc là 13 và 17, thì rõ ràng về thuế suất là chúng ta thấp hơn các nước trong khu vực. Dù có nhiều đóng góp lớn nhưng nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay đang có dấu hiệu đuối sức. Việc tiếp sức của nhà nước thông qua thuế là rất quan trọng, giúp doanh nghiệp có thể vượt lên. Còn về phía chức năng thì việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ làm giảm thu ngân sách năm 2016-2020, nhưng sẽ được bù đắp tăng thu từ các loại thuế gián thu và thuế thu nhập cá nhân, vì số tiền thuế được giảm sẽ được sử dụng vào tiêu dùng và đầu tư. Tuy nhiên, phía chuyên gia cho rằng việc tăng các loại thuế hay phí khác là không cần thiết, bởi về lâu dài, việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ khuyến khích nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp hơn nữa, từ đó tạo ra nguồn thu lớn cho ngân sách. Theo ý kiến từ phía chuyên gia, với số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa lớn như hiện nay, thì trong ngắn hạn, ngân sách nhà nước sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng về dài hạn, việc giảm thuế sẽ là động lực lớn để mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp Việt vào năm 2020 ngày càng khả thi hơn nữa. Nếu như vậy, đây sẽ là nguồn thu lớn, bù đắp cho ngân sách. Với cái việc là hiện nay Việt Nam có khoảng gần 500.000 doanh nghiệp mà phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khoảng 90%, thì ngay lập tức là chúng ta giảm từ 3% đến 5% thuế thu nhập doanh nghiệp này. Thì trong cái bối cảnh hiện nay thì về ngắn hạn là chắc chắn là ngân sách nhà nước sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên ấy, thì về mặt dài hạn ấy, thì tôi thấy là ngân sách nhà nước sẽ có cái lợi. Thứ nhất đó là nếu mà chúng ta giảm thuế như thế thì sẽ tạo thúc đẩy các cái nhà đầu tư người ta mở doanh nghiệp và tạo ra nhiều doanh nghiệp thì tất nhiên là ví dụ như là 1 triệu doanh nghiệp thì hiện nay có 500.000 doanh nghiệp, chúng đến 2020 mà chúng ta có 1 triệu doanh nghiệp thì tất nhiên là ngân sách cũng sẽ thu được nhiều cái thuế thu nhập doanh nghiệp hơn. Các doanh nghiệp cũng cho rằng thay vì giảm thuế này tăng phí khác thì chính phủ nên căn cứ vào quy mô, mức độ hoạt động của các doanh nghiệp để từ đó đưa ra những bậc thuế phù hợp với từng đối tượng, hơn là đánh đồng tất cả các doanh nghiệp lại với nhau. Nếu mà như mức 15% doanh nghiệp mà bị thất thu mà nhà nước đang nói về thất thu về thuế cũng như là phải tăng các loại phí để doanh nghiệp để bù lại những cái khoản thuế của nhà nước thì tôi nghĩ không nên, tại vì khi doanh nghiệp họ ở mức độ vừa và nhỏ khởi nghiệp 15%, nhưng khi trong quá trình 3 năm đến 5 năm khi doanh nghiệp phát triển ở mức lớn hơn thì cái việc doanh nghiệp đó sẽ không phải là ở mức vừa và nhỏ nữa rồi, mà họ sẽ duy trì ở mức độ doanh nghiệp chung và tầm trung và doanh nghiệp lớn hơn nữa, thì nghĩ là cái việc đóng thuế sẽ khác đi. Tôi nghĩ sẽ có văn bản nó quy định rõ cụ thể hơn cái việc mà cái vốn điều lệ cũng như là cái việc quy mô của doanh nghiệp phát triển ra sao thì sẽ đóng thuế bao nhiêu. Tôi nghĩ là như thế là sẽ hợp lý hơn cho cả doanh nghiệp cũng như các những như việc đóng thuế cho nhà nước. Mong muốn đạt được một mục tiêu nào đó thì có thể những mục tiêu khác có thể bị ảnh hưởng một chút, nhưng mà tôi nghĩ rằng trong cái thời điểm mà cả nước đang khuyến khích khởi nghiệp thì những quyết định mà có lợi cho những doanh nghiệp startup thì đó là một điều rất là quan trọng, khi mà những cái ý tưởng đã được chắp cánh từ những cái bước nhảy đầu tiên thì khi mà đã lớn mạnh rồi thì những doanh nghiệp đó sẽ quay trở lại đóng góp cho đất nước. Tôi nghĩ rằng sự hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ, những doanh nghiệp startup hiện nay càng nhiều thì càng tốt. Mọi biện pháp đều mang trong mình tính hai mặt. Điều quan trọng nhất mà phía chức năng cần thực hiện là cân đối được lợi ích giữa các bên. Có như vậy mới đảm bảo được hiệu quả biện pháp mình đã đề ra. Thưa quý vị, các chuyên gia cho rằng mức giảm thuế phụ thuộc vào khả năng cân đối ngân sách. Trong lúc ngân sách khó khăn, việc giảm thuế đã là nỗ lực lớn của chính phủ. Tuy nhiên, cùng với việc giảm thuế thì cần phải cải cách thủ tục hành chính, cải cách chi tiêu để có thể tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp tốt hơn nữa. Hiện doanh nghiệp Việt đang gặp 3 khó khăn lớn và dai dẳng, đó là thủ tục hành chính, tiếp cận vốn và mặt bằng để sản xuất. Do đó, bên cạnh giải pháp giảm thuế, chính phủ cần tiếp tục có biện pháp để giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhiều kênh và dễ tiếp cận vốn mặt bằng hơn, đặc biệt là giảm chi phí thời gian, tiền bạc khi thực hiện các thủ tục hành chính.
các cái văn bản mà đi theo, ví dụ như thuế doanh nghiệp, thuế 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 tiêu thụ doanh nghiệp này, rồi là đóng thuế cá nhân cho bảo hiểm y tế cho các nhân viên tại doanh nghiệp đó, thì cũng sẽ cố gắng rút gọn lại. Cũng như là ngoài ra là việc xin giấy phép cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, nó cũng có thể đăng ký tài khoản điều lệ khoảng từ 500 đến 1 tỷ để doanh nghiệp có thể tham gia hoạt động được, sản xuất được luôn. Hiện nay những khoản chi ngoài sổ sách với nhiều doanh nghiệp là khá lớn, đặc biệt là những khoản phải chi cho thủ tục hành chính chiếm tỷ lệ cao. Nếu như không có biện pháp mạnh tay sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện nay ấy, phần lớn các cái doanh nghiệp của chúng ta ấy thì có những cái khoản chi ngoài sổ sách rất là lớn. Đấy, và cái khoản chi ngoài sổ sách này thì một phần cũng được phục vụ cho những cái thủ tục hành chính, trong đó là nguy hiểm là để lót tay, để làm sao mà nhanh, giải quyết nhanh các cái thủ tục này. Về lâu dài thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái môi trường kinh doanh và ảnh hưởng đến cái việc là chống tham nhũng của chính phủ, của nhà nước. Thế vì vậy mà theo quan điểm của tôi là chính phủ và đặc biệt là Quốc hội cần phải tạo ra một cái môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, làm sao mà tránh cho doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp với lại các cơ quan công quyền có cái sự nhũng nhiễu. Đại diện Bộ Tài chính cũng khẳng định việc tập trung mạnh vào cải cách thủ tục hành chính là khâu then chốt, làm sao để chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, cắt giảm thủ tục hành chính dườm già làm khó kinh doanh thì doanh nghiệp mới có lãi để hưởng giảm thuế, mới dễ khởi nghiệp. Thì tất cả các cái nội dung của các nghị quyết này thì đều có một cái hướng đến làm sao đó để mà có những cái cải cách hành chính tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Thế mà chúng ta thì đều biết là cải cách hành chính nó là có cả một cái quá trình. Trong các cái thực hiện nghị quyết 19 của 2014, 2015 cũng vậy thôi. Rất nhiều cái giải pháp là đã được triển khai. Thế nhưng mà trong cái quá trình này thì chúng ta thực chất là chuyển đổi phương thức quản lý. Rất nhiều cái nội dung là chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Thế và trong lĩnh vực tài chính ấy, thì còn ngoài cái tài chính thì còn liên quan đến rất nhiều các cái thủ tục hành chính của các cái bộ ngành khác nữa. Cho nên nó phải có sự chuyển động nó đồng bộ. Vấn đề cải cách về thể chế và cải cách về quản lý. Cải cách về thể chế thì chúng ta có thể nghiên cứu bổ sung xây dựng chính sách chế độ thuế mới, đưa ra những cái luật, nghị định, thông tư và trong đó sửa đổi về chính sách. Như vậy, ngoài việc giảm thuế để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, cần nhiều giải pháp đồng bộ từ tất cả các bên. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên đề tài chính thuế tuần này. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình của chúng tôi trên website vtv.vn hoặc cập nhật những thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Xin liên hệ văn phòng tại Hà Nội, tầng 18 Central Building Habilico Complex, 85 Vũ Trọng Phụng, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại 0462620246, fax 0466640246. Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, lầu 5, tòa nhà VTP, số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0835208101, fax 0835208102. Email info@sblaw.vn. Website www.sblaw.vn, hotline 0904 340 664. SBLAW, sự lựa chọn tin cậy của các doanh nghiệp.